Ê, tập 25. Đây cậu kia, làm gì ở đây? Tới đây làm gì? Sao lại chạy tới đây? Tôi là sinh viên đại học, tới đây để hóng gió. Anh trai, các anh biết đường tới thành phố Trịnh Hải không? Sinh viên à, nếu mà đi Trịnh Hải thì cậu sai đường rồi. Đây là lần đầu tôi cũng không biết rõ đường, nên lạc đường mất rồi. Khó khăn lắm mới thấy một con suối. Tôi định đi men theo suối này thì có thể xuống núi. Anh trai à, hai người làm gì vậy? Chúng tôi là người đi hái thuốc, cũng tới Trịnh Hải. Vậy sao? Nếu cậu muốn thì đi theo chúng tôi. Các anh biết đường à? Muốn tới Trịnh Hải phải đi qua núi. Giữa núi có một con đường nhỏ, chúng ta đi xuyên qua con đường nhỏ, ngắn hơn đi đường lớn xuống núi mấy chục km. Vậy sao? Tôi cuối cùng cũng gặp được người biết đường rồi. Vậy anh trai, thế này đi, tôi đi theo các anh. Mau về phía trước. Cậu đi trước, đừng mà. Tôi đâu có biết đường. Để tôi đi theo các anh. Đi đường núi, người trước người sau phải theo sau. Cậu đi phía sau, cậu đi theo tôi. Anh trai, chúng ta đi nhanh một chút. Tôi tới Trịnh Hải còn phải lên máy bay nữa. Mặc dù tôi không phải lên máy bay, nhưng tôi cũng có chuyện gấp, đi thôi. Vậy tôi đi theo các anh. Tiểu đội trưởng, rõ ràng tôi thấy Mão Tử lúc này ở đây. Sao không thấy nữa rồi? Tức khi nào bị con suối cuốn trôi đi. So sánh dẫn đi. Được. Cậu sinh viên, cậu học chuyên ngành gì ở đây học? Anh trai, các anh đoán xem. Ở đây không gió, chắc là học dễ nhỉ? Không đúng. Các anh có thấy tôi đeo giá vẽ không? Nắm tay cái. Không mang theo giá vẽ, các anh thế này gọi là không chú ý quan sát. Đi thôi. Vậy tôi nhất định là học nhạc rồi. Chậm thôi, cái gì? Chắc cậu là học nhạc nhỉ? Không đúng. Anh, các anh phải xem tôi này. Nhìn khí chất. Sau đó lại nhìn mặt. Nhất định là diễn viên, đúng không? Đúng đúng, quá giống rồi. Không ngờ ở nơi rừng núi lại gặp được minh tinh. Bây giờ vẫn chưa được gọi là địa minh tinh, nhưng mà tương lai cũng rất có thể. Tôi nói anh biết, lần này tôi về thành phố Trịnh Hải chính là để tham gia diễn cho một bộ phim. Đạo diễn nói rồi, nhìn chúng tôi, bảo tôi đi thử vai. Thử vai? Tôi nói những từ chuyên nghiệp vậy các anh cũng không hiểu. Nói thật với các anh, lần này tôi diễn là một cảnh sát nhân dân cơ trí dũng cảm. Cậu giống dĩ không phải là cảnh sát. Tôi nói các anh biết, tôi diễn giống lắm. Cậu chuẩn bị diễn cảnh sát, chứ không phải là cảnh sát thật. Đúng. Vì chúng tôi yên tâm rồi. Lẽ nào có gì không yên tâm được à? Xin lỗi, chúng tôi muốn biết cậu tên là gì. Quên giới thiệu, tôi là Quắc Đắc. Nhưng sau này nhất định sẽ đặt thêm một nghệ danh, hoặc là Quạt Bắc đi. Cái này, đi thôi. Đi thôi, không là không lên máy bay kịp mất. Trong núi này không có điện thoại, gọi một cuộc đặt vé cũng không được. Nhìn xem, hòn đá này chính ở đây. Chắc khoảng 100%. Chụp từ trực thăng xuống, lúc trinh sát đến bây giờ, Quắc Đắc đã từng về tới đây, đồng thời cầm cái mũ đem theo con suối đi tìm, thì có thể tới chân núi rồi. Có lẽ cậu ấy đi xuống núi. Phải báo cáo tình hình cho bộ chỉ huy. Đúng. 001, tôi là số 1 của đội đặc chiến. Chúng tôi đã tới được chỗ mũ hồng, nhưng đã bị người khác lấy đi. Có lẽ là đã đi xuống núi. Được. 001 nhận được. Mình theo con suối đi tìm. Đã nhận hiểu. Tiểu đội trưởng, tiểu Quắc Đắc ở gần đây, thì chúng ta gọi lớn vài tiếng. Nếu cô ấy nghe thấy, nhất định sẽ trả lời. Đây cũng là một cách. Quắc Đắc, Quắc Đắc, Quắc Đắc, chúng tôi đợi cậu ở chỗ mũ bị rơi. Quắc Đắc, tôi là Ngải Giai, chúng tôi đang ở chỗ mũ bị rơi.
Nhảy dây là ai? Nhảy dây là bạn gái của tôi. Thế này đi, các anh ở đây đợi tôi một lúc. Tôi qua đó nói với cô ấy vài câu, nhất định cô ấy đang tìm tôi. Ngoan ngoãn đi theo bọn tôi. Các anh làm cái gì thế? Nè, anh trai, các anh cũng đang đóng phim mà. Đây là súng thật sao? Không muốn chết thì ở yên đi. Các anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi tưởng chúng tôi là diễn viên giống cậu sao? Các anh là người xấu, là mấy tên vô công có súng. Đừng nói nhảm nữa, bắn văn một phát là xong. Nhảy dài, tôi ở đây. Tôi nghe thấy tiếng, hình như ở phía dưới núi. Quát đất, quát đất, quát đất. Nhanh lên, nhanh lên. Sinh mũ có máu, nhất định quốc đắc đã bị thương rồi. Rất có khả năng đã bị kẻ tình nghi bắt đi. Tôi nhớ ra rồi, vừa nãy tôi nghe thấy chính là tiếng kêu của quốc đắc. Anh ấy nói tôi ở đây. Ở đây có người xấu. Người xấu phải không? Đúng. Nhất định là chưa hết lên hết đã bị kẻ xấu bắt đi. Lập tức đuổi theo, báo cáo chỉ huy. Nếu kẻ tình nghi cách chúng ta không xa. Rõ. 001, cho chúng tôi có tình huống đặc biệt. 001 nhận được, mà báo cáo. Chúng tôi ở cách con suối 500m, phát hiện mũ của quốc đất, nhưng trên mũ có vết máu. Theo phán đoán, tình hình ở hiện trường quốc đất rất có khả năng đã đi về hướng núi. Bây giờ các cô có thể xác định cậu ấy đang ở chỗ nào không? Có thể khẳng định là như vậy, quốc đất rất có khả năng sau khi bị phần tử tội phạm đánh thương thì bị bắt giữ làm con tin. 001, chúng tôi chuẩn bị đuổi theo. Theo dõi thì được, nhưng chỉ giám sát ở xa. Nhất định phải đợi người bên phía chúng ta mới bắt đầu hành động. Bất kỳ ai cũng không được manh động. Rõ. Xuất phát. Rõ. Đội trưởng Đoàn, dừng lại việc quan sát mạng, lập tức di diện cho đội. Tiểu đoàn có, dẫn hai đội bay hình phong, thêm đội đặc chiến công an, dùng trực thăng đi tới phía con suối. Sau khi tới thì bố trí căn cứ chỉ huy và cục trưởng Lưu chỉ huy. Tôi sẽ thông báo lại đội đặc chiến lập tức xuống núi hành động. Sau khi bọn họ đến hiện trường thì cậu sẽ chỉ huy. Rõ. Đại đội trưởng Phục, anh cũng cùng đi đi. Rõ. Đi. Đi. Lập tức báo cáo bộ chỉ huy, chúng ta đang ở phía trước 150m. Đi theo hướng núi lên đỉnh 001. Chúng tôi là đội đặc chiến. Chúng tôi phát hiện mục tiêu, tổng cộng có 3 người. Chúng tôi cách 150m, đang di chuyển theo hướng núi. Anh trai, tôi cũng không đi nổi nữa. Không đi nổi phải không? Đứng lên, đi. Đi theo.
lữ đoàn hóa học. Phía bên trái 300m có 3 bóng người đang di chuyển, rất có khả năng là mục tiêu. Ông Nhâm, là Quốc Đắc, bị bắt rồi. Giơ tay lên. Báo cáo, kẻ tình nghi đã bị chúng tôi bao vây. Kẻ tình nghi đang ở phía lùm cây, Bất Đắc cũng ở đó, vì nên chúng ta phản kích. Đứng im, bỏ vũ khí xuống. Các anh đã bị bao vây. Đi, đi, không thể tiến gần thêm nữa. Nếu ép quá sẽ có người bị thương. Hai tên này rất xảo quặc. Quốc Đắc vẫn ở trong tay bọn chúng. Rút bắn không có lợi cho chúng ta. Cứ như vậy sẽ không có lợi cho Quốc Đắc, cũng không có lợi cho chúng ta. Đúng vậy. Phải nghĩ cách dụ dỗ đám thổ phỉ đó, sau đó tìm cơ hội. Lũ đàn phó học lập tức bao vây thủ phỉ lại. Đội đặc cảnh lùi lại 60m. Dừng. Xem ra hai tên này muốn kéo dài thời gian với chúng ta. Đợi tới khi trời tối lập tức gọi chuyên gia đàm phán tới. Đây chính là cơ hội tốt để bắt đầu đàm phán tâm lý. Để bọn họ bò lên từ đường lớn đã không kịp rồi. Lữ đoàn phó Hồng, tôi có thể lên đó. Cậu à, cục trưởng Lưu, tiếng Thanh là chuyên gia tâm lý, đại đội trưởng của đại đội lữ đoàn sao báo, tôi gọi cậu ấy tới. Cục trưởng Lưu, tôi đã từng tham gia rất nhiều nhiệm vụ giải cứu, tình hình thế này tôi đã từng gặp qua. Được, thì ra là gì? Tiếu Thanh, đợi một lúc nữa, bây giờ cơ hội đàm phán vẫn chưa tới. Được rồi. Tổ 123 đội đặc chiến chú ý, toàn bộ về phía sau 30m, rõ. Tổ 2 đội đặc chiến rời khỏi đường lên núi, rõ. Rút. Nấp đi, mau tới đây. Ngồi xuống. Anh, quả nhiên là rút hết rồi. Chúng ta mau đi, không dễ dàng vậy đâu. Không dám ra tay với chúng ta vì trong tay chúng ta có con tin.
Lữ Đoạt và Hồng có nhiệm vụ gì? Trong rừng rậm quá, trên mặt đất rất khó có thể tìm thấy. Đợi lát nữa mình lên trực thăng, hiểu rồi. Lúc nào bắt đầu bay? Bây giờ cậu ở đây quan sát, làm quen với đặc trưng của hai tên này. Được. Anh à, có một con đường lên trên núi. Bắt lấy hắn ta, nhanh. Chạy. Đội đặc nhiệm 1, nắm lấy cơ hội chiến đấu. Nằm xuống muốn chết à? Đợi hắn dẫn người lên lần nữa thì nổ súng. Hiểu rồi. Tay đánh lén này là quân của cậu à? Là một sĩ binh đại học. Bình tĩnh quá, vô cùng tự tin. Chưa trải qua đào tạo 10 năm trở lên, hơn nữa lại không phải bắn chết, một tay súng rất lạnh khốc, cũng rất khó làm được chuyện bình tĩnh như thế. Nếu là tay súng mới, không thể không có sơ suất. Cục trưởng Lưu, anh xem, đợi ba người này ra khỏi chỗ rừng, phía trước sau đều là sườn dốc, chính là lúc chuyên gia đàm phán xuất kích. Mục tiêu là tận lực cứu bọn họ, không để bọn họ chạy qua phía sườn dốc. Một khi bọn họ đi vào phía đằng sau, phía rừng nguyên sinh rậm rạp, rất khó để bắt được họ. Cục trưởng Lưu, để tôi đi lên núi. Hồng Nghị, cứ để tôi đi. Anh là cục trưởng công an, không thể chế toàn lực, sao có thể đi được? Hai kẻ này vô cùng nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, tôi có một điểm tốt. Để góp đắc nhìn thấy, cô ấy nhìn thấy người mình sẽ kiên định vững vàng hơn, chủ động phối hợp với chúng ta. Điều này quan trọng. Thứ hai, tôi có thể quân tán sự chú ý của hai kẻ này để tạo cơ hội cho bên bắn tỉa. Đại đội trưởng, cậu đi tới từ phía bên cạnh, lấy thân phận chủ nhiệm bộ chính trị của cục công an đàm phán với họ. Được. Cái này thì không cần. Không đi được nữa rồi, hết đường rồi. Lữ phó trưởng, tôi lên đây. Đi đi, dừng. Đợi một chút, tôi là chủ nhiệm Phùng, thành phố Trịnh Hải. Tôi có điều muốn nói với các anh. Đừng có chơi trò này với tôi. Là chuyên gia đàm phán gì? Đừng có tới phía trước nữa, nếu không tôi sẽ nổ súng. Phùng Tiểu Thanh lên rồi, nguy hiểm quá. Đừng gấp. Phùng Tiểu Thanh là một nhà tâm lý học, chiến đấu tâm lý là chuyên ngành của cậu ấy. Phải tin tưởng sự sắp xếp của Hồng Nghị, cục trưởng Lưu. Các người bây giờ đáp ứng điều kiện của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho các anh một cơ hội. Các anh nghĩ xem, cứ chống cự không có tác dụng gì đâu. Ở xung quanh các anh cũng thấy rồi, đều là đặc cảnh của công an, là binh đặc chủng của giải phòng không. Các anh bị bao vây toàn bộ rồi. Bây giờ
Chúng tôi suy xét cho các anh một cơ hội. Các anh hãy suy nghĩ lại. Thì các anh chỉ có một con đường. Anh nói xem cơ hội gì. Nếu anh thả con tin ra, bỏ lại tài vật mà cướp được, tôi sẽ đáp ứng các anh để các anh chạy về phía sườn núi phía sau. Lữ đoàn phá hồng, ba người các cậu lập tức lên máy bay với đội, tìm góc độ tốt nhất. Tôi yêu cầu một phát súng giải quyết trận đấu. Nhưng ở đó có hai tên tội phạm, hai tên phạm nhân. Trong này có một con tin. Nếu như phát thứ nhất cậu tiêu diệt được, thì tên thứ hai rất có thể sẽ ra tay độc ác với quát đất. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Xem đi. Nhìn thấy chưa? Giả dụ đây là hai tên tội phạm. Bay theo chiều ngược, tìm góc độ tốt nhất để bắn. Một phát súng bắn cả hai tên. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu thì hiểu, nhưng chúng tôi chưa từng được tập luyện. Trong những mục tiêu luyện sẽ có chiến thuật giống y như vậy. Đó chỉ là ví dụ chiến đấu, không phải chiến tranh trong tương lai. Nhớ kỹ, các cậu phải chiến đấu giống như tối qua, phải quyết đoán tự tin giống như chơi điện tử. Đi đi, đi tạo nên kỳ tích. Rõ. Đi. Hồng Nghị, súng dương siêu cấp đó không phải là cậu đẹp trai kia đó chứ? Cậu đẹp trai. Đợi qua về tao giới thiệu cho anh làm quen. Sao có thể chứ? Tôi nói các anh không tin nè. Lời tôi nói bảo đảm sự an toàn của các anh. Vừa rồi lệnh để bọn họ rút lui là tôi ra lệnh. Các anh cũng thấy rồi. Để các anh đi được xa như vậy, chúng tôi cũng chưa nổ phát súng nào. Đây là minh chứng cho việc chúng tôi nói lời giữ lời. Anh nói thật sao? Tôi nói lời giữ lời. Các anh có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Có quỷ mới tin. Hay là thế này, các anh thả con tin ra, tôi làm con tin của các anh. Tôi cùng các anh đi ra ngoài thế nào? Anh à, lấy một đổi một cũng là một cách. Chỉ cần chúng ta có thể ra ngoài, có quỷ mới tin hắn. Một đổi một. Đừng có lừa nhau. Người trong tay bọn tôi mới đáng đồng tiền. Nếu không, các anh đã không phái nhiều binh lực cảnh lực, hơn nữa còn không nổ phát súng. Nếu như cứ đi một mình thì các người chết chỉ có các anh thôi. Chết đi tên khốn nạn. Tổ 1, tổ 2, tổ 3 lên. Cứu người về đây. Đừng động đậy. Đợi đã. Ở nguyên vị trí. Ở đâu? Đừng lại đây. Còn bước là chúng tôi nổ súng. Được, tôi không đi nữa. Chúng ta từ từ thương lượng. Các anh, có muốn uống chút nước không? Vậy các anh không uống thì để con tin uống miếng nước. Được, anh mang qua đây. Được. Là lâu này. Nhớ cho con tin uống miếng nước. Về đây. Đừng tin lời hắn.
Tôi đưa nước cho các anh. Cho các anh không uống. Anh, bọn họ muốn động thủ thật sao? Đừng quản. Bọn họ phải nghĩ cách cứu con tin. Bảo họ lùi về sau. Nếu không tao sẽ nổ súng. Được rồi. Rút lui về sau. Lập tức rút lui. Được, tôi lui. Tôi lui. Đừng động đậy. Đội trưởng, hạ thấp thêm 5 mét. Góc 3 giờ là góc đẹp nhất. Hiểu rồi. Chuẩn bị bắn cho tốt. Tôi bay vòng cuối cùng. Ngãi dài 5 phát tôi đều kiểm tra rồi. Chỉ cần 1 phát. Hạ thấp thêm 1 mét. Đội tướng hình, thấp thêm 1 mét. Hiểu. Thấp thêm 1 mét. Nửa vòng cuối cùng. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đội 3 chú ý. Đội đặc chiến tổ 1 toàn lực ủng hộ đội chiến cơ vị trí 3. 10 độ bắt đầu. Phát hiệu đếm ngược. 3301 đã rõ. Đội đặc chiến số 1 đã rõ. Hay là thế này, tôi thương lượng một chút. Tôi kêu cảnh sát đều rút hết xuống núi. Thả con tên ra. Chỉ cần anh thả con tên ra, tôi sẽ cùng anh đi xuống dưới. Thế nào? Nói ít thôi. Lùi lại về cho tôi. Nếu không tôi nổ súng. Được. Tôi lùi. Tôi lùi. Nhanh lên. Được. Ngoan ngoãn đi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hay. Thần kỳ quá. Đúng là thần kỳ. Đúng là kỳ tích. Bắn trúng rồi. Bắn trúng rồi. Bắn trúng rồi. Hồ Lô Xin. Ngãi dài. Ngãi dài làm sao vậy? Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi. Cô ấy không sao rồi. Báo cáo cục trưởng, hai tên tội phạm, một tên đã bị bắn chết. Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, không sao chứ? Nữ đoàn Phó Hồng, tôi không sao. Kẻ tình nghi đã bị bắn chết. Đồng thời bị bắn chết. Đúng là quá kỳ diệu. Không sao. Chúng ta thành công rồi. Thành công rồi. Tôi xem. Không sao. Tôi có mặc áo chống đạn mà. Phân tán sức chú ý của kẻ xấu. Là có thể để bọn chúng không chú ý tới trực thăng trên trời. Thù được lắm. Mạnh Đào, bây giờ chúng tôi sẽ hạ cánh ngay. Ngãi dài cô sao vậy? Ngãi dài, chúng ta thắng lợi rồi. Ngãi dài, bắn trúng rồi. Ngãi dài, ngãi dài, ngãi dài, ngãi dài. Đại đội trưởng Phùng, nữ đoàn Phó Hồng,
Tên tiểu tử chết tiệt này. Cậu có biết Di cứu cậu, đại đội trưởng Phùng sắp mất mạng không? Thả tôi ra. Cậu đợi đấy, tôi quay về sẽ xử lý cậu. Tôi... Đại đội trưởng Phùng, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi sai rồi. Muốn cảm ơn, đi tìm ngải dai cảm ơn đi. Phát súng vừa nãy là cô ấy bắn. Ngải dai, cô ấy ở đâu? Ngải dai, chúng ta thắng lợi rồi. Ngải dai, ngải dai, đội trưởng, ngải dai ngất xỉu rồi, cần phải cấp cứu. Tôi biết rồi. Ba ba không một, tôi là 3301. Tôi là 3301, chúng tôi đang trên đường tới. Ngải dai hôn mê, cần phải cấp cứu. Bây giờ tôi lệnh cho anh trực tiếp bay tới bệnh viện căn cứ Trịnh Hải. Nhân viên bác sĩ ở đó sẽ làm công tác chuẩn bị. 3301 rõ. Là một cô gái, dù sao cũng là lần đầu chiến đấu. Kiểu cực đoan đặc biệt này có thể nói là một nhiệm vụ vô cùng tàn khốc. Trong lòng nhất định sẽ vô cùng lo lắng, dẫn tới chướng ngại về tâm lý, lại thêm vào lao lực quá độ, tinh thần luôn ở trạng thái tập trung, dẫn tới bị sốc. Nhưng trước mắt huyết áp đã hồi phục lại bình thường, điều cần thiết là phải nghỉ ngơi cho tốt. Mời, xin mời vào trong. Mời. Cô ấy tỉnh rồi. Ngải dai, tôi đang ở đâu đi? Bây giờ cô đang ở trong bệnh viện của căn cứ. Vì cô lao lực quá độ nên đã bị sốc. Nhưng bây giờ đã không sao rồi. Vị này là quỹ viên thư ký của thành phố Trịnh Hải. Nghe nói kỳ tích của cô nên đến đây muốn hỏi thăm cô. Đồng chí Ngải dai, tôi đại diện chính phủ thành phố, toàn bộ người dân thành phố gửi lời hỏi thăm. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Trong trận chiến với thủ phỉ lần này, cô đã biểu hiện vô cùng xuất sắc. Một phát súng bắn chết hai tên, trừ một mối họa lớn cho người dân. Sao tôi chỉ nhớ tôi vẫn ở trên trực thăng? Ngải dài, sữa chua. Sao các anh biết tôi thích sữa chua? Lúc cô vừa xuống máy bay cứ luôn miệng nhắc tới sữa chua, cho nên chúng tôi đã đi mua. Không lẽ cô không muốn uống? Không phải. Cô tỉnh rồi, chúng tôi thật sự rất vui. Đội trưởng Hình, anh lái rất cười. Vẫn là cô bắn ổn định, vô cùng trầm tĩnh, bắn vẫn rất quyết đoán. Đúng rồi, Quắc Đắc thế nào rồi? Cậu ta bên hành chính đang theo dõi. Không ngờ rằng Ngải dai là một nữ chiến sĩ, là đội đặc nhiệm nữ duy nhất của chúng tôi. Trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đào tạo ra một xạ thủ, đúng là không thể tưởng tượng. Cô ấy rất cố gắng, rất có thiên phú. Thêm vào phương pháp đào tạo. Đi thông thả nhé. Hân hạnh. Đi thông thả. Cảm ơn. Lữ trưởng, tôi và tham mưu trưởng phải tới hiện trường diễn tập một chuyến. Diễn tập đi vào huấn luyện bình thường. Hành động lần này cũng là một bài học thực chiến. Sau khi trở về thì tổng kết lại. Rõ. Đại đội trưởng Hình, chúng ta đi thôi. Rõ. Đi đi, chúng ta đi xem vị đại minh tinh kia. Đã 24 tiếng rồi, xử lý thế nào đi? Anh nói xem cách của anh đi. Thật ra theo pháp luật và kỷ luật của quân đội, xử lý rất dễ dàng. Đưa cậu ta cho sở bảo vệ, sở bảo vệ đưa cậu ta tới viện kiểm sát quân sự. Nhưng tôi thấy đứa trẻ này như vậy thì nửa đời sau sẽ tôi rồi. Ảnh hưởng của chuyện này quá xấu, chấn động tới bộ đội không nhỏ. Xử lý nhẹ nhàng thì không hợp lý, xử lý nặng thì đối với cậu ấy. Nói thật lòng, như lúc bắt đầu
Tôi vô cùng chán binh sĩ này. Sau đó tôi nghĩ, dù sao cô ấy đã tới bộ đội của chúng ta rồi, thì chính là chiến hữu của chúng ta. Dù cô ta không thích đoàn thể của chúng ta, chúng ta cũng nên yêu thương cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng chỉ là một sinh viên, còn 2 năm phục vụ quân ngũ nữa. Anh muốn giữ cậu ta lại à? Đúng vậy. Nhìn anh thì cũng khá máu lạnh, thế mà cũng mềm lòng. Là cô không biết, lúc tôi thấy thổ phỉ bắt cậu ta, dùng súng chỉ vào thái dương cậu ta, điều này đối với quân nhân mà nói là một sự sỉ nhục lớn. Nhưng sau đó tôi thấy cậu ta yếu đuối như vậy, là không có ai giúp đỡ. Cô biết tôi nghĩ gì không? Lúc đó tôi nghĩ, nếu không cứu cậu ta ra, thì lương tâm tôi nhất định sẽ tự trách. Chúng ta đừng vội đưa ra kết luận, tìm cậu ta nói chuyện trước đã, nghe xem cậu ta nghĩ thế nào. Chuyện này chúng ta cũng có trách nhiệm, ai cũng không thoát được. Trách nhiệm chuyện này là chủ yếu ở tôi. Sau đó tôi đã tự suy nghĩ, cô xem. Chúng ta mặc dù là quân nhân chuyên nghiệp quá, nhưng về bản chất vẫn là quân giải phóng nhân dân của Trung Quốc. Về tín ngưỡng quân nhân, vinh quang, sứ mệnh, các vấn đề khác nữa, đều là những bài học quân nhân phải học. Nhưng tôi lại lơ là. Thế này, cậu ta đi hay ở? Đợi chúng ta nói chuyện xong với cậu ta rồi quyết định. Tôi nghe ngại dài nói cậu ta muốn làm minh tinh. Nếu cậu ta thấy làm lính là một loại trách nhiệm, không có nhiệt huyết gì với ngành này, cũng không có hứng thú gì, thì chúng ta giữ cậu ấy lại chẳng có ích gì. Vậy thì cứ theo điều lệnh kỷ luật, xử lý như thế nào, xử lý thế đó, để cậu ta đi. Chúng ta cũng đừng làm lỡ cơ hội một đại minh tinh lớn chứ. Chính ủy, lữ trưởng, Quốc Đắc, cậu nói xem làm thế nào mới tốt đi. Lúc cậu vừa vào quân danh, tôi cho rằng tố chất có thể cậu rất tốt, giống như một nam tử hán chân chính, nên phái cậu tới đội đặc chiến, bởi vì đó là nơi mà nam tử hán hướng tới. Nhưng cậu vừa vào đội đặc chiến thì cả ngày than khổ. Tôi thật không hiểu là tại sao, thật sự không chịu được sự cực khổ này. Sau này đáp ứng theo yêu cầu của danh trại, đưa cậu tới bộ danh. Cậu biết tôi nghĩ gì không? Cậu chỉ muốn làm cho xong 2 nhiệm vụ là được rồi. Nhưng sao cậu lại đi tới bước này chứ? Tôi không muốn mất đi cơ hội lần này. Đến lúc vận mệnh của cậu thay đổi thì chúng tôi không cản cậu. Thưa ủy, lữ trưởng, A Mông là bạn học của tôi. Bây giờ cậu ấy vô cùng nổi tiếng. Lúc đầu thế vị trí của tôi, cậu ấy cũng có một cơ hội thì đã thành công rồi. Vậy sao? A Mông mà các người cũng không biết à? Chính là bộ phim xuyên không nổi tiếng nhất bây giờ. A Mông đó à, hình như tôi từng thấy trên báo. Không sai, chính là cậu ấy. Bây giờ cậu ấy rất nổi tiếng. Lúc đầu tiên quê mùa lắm, sau này đổi tên mới lên. Bởi vì cậu không phục, muốn đi so tài với cậu ta à? Không phải. Cậu ấy cho tôi cơ hội này, có thể nói là vô cùng khó khăn. Các anh cũng biết rằng cơ hội chỉ đến một lần, không có 2 lần. Lần trước bởi vì tôi đi theo ngải dài làm lính, nên mới mất đi một cơ hội. Tôi không muốn mất đi cơ hội gì nữa. Là cơ hội như thế nào để cậu mạo hiểm như vậy, còn đi chung với 2 tên xấu xa nữa? Các anh xem, cậu tới phòng họp đem báo cáo ngày hôm qua tới đây. Rõ. Cậu ngồi đi. Nam Chính là một cảnh sát hình sự Trung Quốc, phụ trách bảo vệ một người chức cao của Mỹ, Barry Strip, tới Trung Quốc tuần tra. Thật ra cậu đang diễn vai vệ sĩ tư của cô ấy, võ nghệ cao cường, nhiều lần cứu Barry Strip thoát khỏi nguy hiểm. Cậu xem phía sau vẫn còn 2 người rơi vào biển tình, diễn tình yêu chị em xuyên quốc gia mà từ trước tới nay chưa từng có. Đây là một câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, vô cùng lãng mạn phong phú. Tới cuối cùng, khi cậu sắp lên máy bay, lúc Mary Strip chỉ còn ở lại Trung Quốc 10 ngày, không được phép bỏ lỡ, đợi tin tốt của cậu. A Mông, đúng là mê hoặc lòng người nhỉ? Nam Chính, cảnh sát hình sự Trung Quốc, bảo vệ Mary Strip, anh hùng cứu mỹ nhân, tình yêu chị em, không tệ nha. Hấp dẫn thế này thì ai mà không kìm nén nổi chứ? Sao tôi cứ thấy không đáng tin? Không phải, sao lại không đáng tin? Không phải cậu nghe cái này, Mary Chip, đây không phải là cái chết không rõ ràng. Thế nào là chết không rõ ràng? Chứ là chết không ai biết. Chết không rõ ràng cái gì chứ? Là Mary Chip, ngôi sao lớn, một ngôi sao nữ Mỹ.
đó là nữ diễn viên được đề cử giải Oscar, đừng nói là đóng phim cùng cô ấy. Cho dù sắc dép, tôi cũng cam lòng. Quát đất, cô ấy đã hơn 60 tuổi rồi. Cái thằng 9X như cậu mà diễn tình yêu chị em với bà ấy có đáng tin không? Là sự khoa trương. Cho dù là sự khoa trương của nghệ thuật cũng gọi là nỉ. Tình yêu thím cháu, tình yêu bà cháu, cái này không quan trọng. Quan trọng là bà ấy là ngôi sao quốc tế, có thể đóng phim cùng bà ấy, có thế nào cũng đáng. Được, tôi thấy cậu vẫn đang nằm mơ giữa ban ngày. Gan cậu cũng lớn lắm, tự ý rời đội. Chính ủy, lúc đó tôi nghĩ, dù sao tôi cũng phải làm lính 2 năm. Nếu như tôi nổi tiếng rồi, thì có thể hưởng thụ cả đời. Vậy nên cậu mới đào binh, đúng không? Đi diễn cái gì mà cảnh sát hình sự Trung Quốc, với thân thủ của cậu mà cũng đòi làm cảnh sát à? Cậu vừa ra khỏi cửa đã bị hai tên người xấu bắt, để người ta đánh cho sưng mặt. Thế thì cậu diễn thế nào? Cậu để cảnh sát hình sự Trung Quốc phải mất mặt à? Tôi nói cậu nghe, hình ảnh giám sát trên máy bay cũng không nỡ xem. Lúc đó tôi nghĩ, cậu vẫn là lính của tôi, là cậu thất bại làm tôi mất mặt. Nhưng sao tôi biết được? Bây giờ nhiều người xấu như vậy chứ, trên mặt họ cũng đâu có viết chữ kẻ cướp. Nếu tôi làm binh đặc chủng thật thì tốt rồi, nhưng tôi gặp chuyện này trăm năm chả gặp lần nào. Cho dù mấy ngàn năm không gặp, vẫn muốn diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lữ trưởng, đừng mỉa mai tôi không mỉa mai cậu. Tôi nói mỹ nhân là nãy dai, người ta một phát súng bắn chết hai kẻ xấu cứu cậu. Cậu là mỹ nhân, người ta là anh hùng cứu mỹ nhân.